Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thưa quý vị, từ 3 ngày nay, một số khu vực của tỉnh Giang Tây hứng chịu lượng mưa lớn, trong đó từ 20 giờ ngày thứ Năm đến 8 giờ ngày thứ Bảy, 74 trạm tại 14 huyện của tỉnh Giang Tây có lượng mưa vượt quá 250mm, 1.494 trạm tại 63 huyện có lượng mưa từ 100 đến 250mm. Lượng mưa điểm lớn nhất là 381mm tại huyện Trường Giang, trấn Cảnh Đức. Lượng mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở quận Trường Giang của trấn Cảnh Đức và quận Lâm Xuyên của thành phố Phúc Châu. Nhiều đoạn đường khó đi qua do nước ngập sâu, một số lượng lớn nhà cửa và cửa hàng bị ngập lụt, mực nước dâng lên tới 2 mét. Theo thống kê, thảm họa đã ảnh hưởng đến 1,098 triệu người ở 37 quận của 9 thành phố, bao gồm Phúc Châu, trấn Cảnh Đức và Cát An. 21 người chết, 130.000 người phải di dời khẩn cấp và 65.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Thêm hơn 1.900 ngôi nhà bị sập, hơn 3.300 phòng bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 97,6 nghìn hecta, trong đó 13,8 nghìn hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,38 tỷ nhân dân tệ. Mưa lớn ở Giang Tây cũng đã ảnh hưởng 697.000 người, thiệt hại kinh tế trực tiếp 520 triệu nhân dân tệ. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây cho biết rằng do mưa lớn đã gây ra cho thành phố Phúc Châu, thành phố Tây An, thành phố Nghi Xuân, thành phố Tân Dư, thành phố Bình Hương, thành phố Thượng Nhiêu, thành phố Cám Châu có 697.000 người ở 43 quận trong 9 thành phố trực thuộc quận bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, 14.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp và 2.482 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, 1.000 hecta hoa màu bị hư hại, 7 ngôi nhà bị sập, 7 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, 197 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 540 triệu nhân dân tệ. Mưa lớn gây sạt lở đất nhiều nơi ở Hồ Nam. Trong 2 ngày qua, nhiều nơi ở Hồ Nam có mưa lớn, mực nước sông ở một số khu vực dâng cao, sạt lở đất xảy ra ở một số khu vực. Từ 2 giờ sáng ngày thứ Sáu, huyện Hành Sơn, thành phố Hải Dương bất ngờ có mưa dông, lượng mưa lên tới 165mm trong hơn 4 giờ. Lở đất xảy ra ở nhiều điểm thiên tai địa chất ở quận Hồng Sơn và tường nhà của một số người dân bị hư hại. Hiện địa phương đã di dời dân đến nơi an toàn. Lũ sông gây ngập nước ở thành phố Như Thành, tỉnh Hồ Nam. Tại huyện Như Thành, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, trận mưa lớn ngắn ngày vào ngày thứ Sáu đã khiến mực nước sông Thành Quan trong khu đô thị tăng vọt. Các vùng trũng thấp gần đó bị ngập nặng do lũ lụt. Nhiều người dân đã bị mắc kẹt và đã được di chuyển đến khu vực an toàn. Một số người thiệt mạng. Đồng An, Hạ Môn, Phúc Kiến đưa ra cảnh báo kép. Cục Bảo tồn nước thành phố Phúc Kiến, Hạ Môn đã đưa ra cảnh báo màu cam về nguy cơ thảm họa lũ lụt trên núi vào lúc 19 giờ 04 phút ngày thứ Bảy. Theo tình hình nước mưa hiện tại, dự kiến trong 3 giờ tới, phố Tương Bình, thị trấn Hồng Đường, thị trấn Bình Tây, đường phố Đại Đồng và thị trấn Vô Tích, quận Đồng An, Hạ Môn. Mức độ rủi ro của thiên tai lũ quét tại 5 thị trấn đường phố là cảnh báo màu da cam. Đài quan sát khí tượng quận Hạ Môn, Đồng An đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 19 giờ 12 phút ngày thứ Bảy. Trong 3 giờ qua, làng Tào Thủy, thị trấn Đình Tây, quận Đông An đã hứng chịu lượng mưa lớn 120mm. Dự kiến thị trấn Đình Tây, thị trấn Liên Hoa vẫn có lượng mưa lớn từ 30 đến 50mm. Hãy chú ý để ngăn chặn các thảm họa thứ cấp như ngập lụt đô thị và lũ lụt trên núi do mưa lớn. Phúc Kiến ban hành cảnh báo mưa bão cấp 3. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão cấp 3 vào lúc 6 giờ 40 phút sáng ngày thứ Bảy. Hôm thứ Bảy, toàn tỉnh có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to đến rất to ở ven biển Trung Bộ và Nam Bộ. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến 40-80mm, lượng mưa lớn nhất có nơi 50mm. Thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh, hơn 100 quận, huyện và thành phố ở Quảng Đông phát tín hiệu cảnh báo mưa bão. Hôm thứ Bảy, mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi tại Quảng Đông. Trận mưa xối xả ở Quảng Châu bắt đầu vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Trong số đó, nhiều thị trấn và thị trấn ở quận Công Hóa có mưa lớn, lượng mưa lên tới hơn 80mm trong một giờ, kèm theo lượng mưa còn có gió giật mạnh cường độ từ 8 đến 9.
Tương tự, thành phố Thái Nguyên cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Kinh Đầu, cơ quan khí tượng đã theo dõi mưa tích lũy gần 90mm trong một giờ. Khu vực địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Lượng mưa lớn khiến mực nước sông dâng cao và xuất hiện những khu vực sạt lở đất nhỏ trên một số tuyến quốc lộ. Theo dự báo của Cục Khí tượng Quảng Đông, lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật. Giang Tây, Tân An, lũ rút. Quá trình khử trùng đang được tiến hành, mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Mưa ở Tân An, Giang Tây đã tạnh, lũ rút, công tác nạo vét và khử trùng đang được tiến hành. Thưa quý vị, bước sang tuần này, dưới tác động kép của không khí lạnh và lượng mưa, nhiệt độ cao nhất tại Quế Lâm đã giảm xuống 18-21 độ C, khu vực phía Bắc Quảng Tây thậm chí còn giảm xuống 14 độ C đến 16 độ C. Kiểu thời tiết lạnh giá này sẽ còn tiếp diễn nên chúng ta cần chú ý giữ ấm. Theo dự báo của Đài Khí tượng Quảng Tây, từ ngày mai, do chịu ảnh hưởng chung của đường đứt gãy và không khí lạnh, một đợt không khí lạnh sẽ tràn vào Quế Lâm từ Bắc chí Nam, toàn bộ Quảng Tây cũng sẽ đón gió trong một đợt mưa đáng kể mới. Và thời tiết đối lưu mạnh, từ ngày mai đến 3 ngày tới, ở phía Bắc Quảng Tây và phía Đông Quảng Tây có mưa to liên tục kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh, lượng mưa mỗi giờ tối đa 40-60mm. Ngày mai và ngày kia, đây là thời kỳ mưa mạnh nhất trong quá trình này, xuất hiện mưa to đến mưa rất to. Mưa to cục bộ đến mưa rất to ở một số khu vực Quế Lâm kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Trong 2 ngày tiếp theo, một số khu vực Quế Lâm sẽ duy trì mưa to, cục bộ mưa xối xả đến mưa rất to kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Tại Quế Lâm trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Các chuyên gia khí tượng Quảng Tây nhắc nhở lượng mưa vào quá trình đối lưu mạnh có thời gian tác động dài, phạm vi rộng. Lượng mưa tích lũy cục bộ lớn, một số khu vực ở Quế Lâm và các thành phố khác có nguy cơ cao xảy ra thiên tai mưa lớn, một số dòng sông có khả năng cao về lũ sông vừa và nhỏ. Cần tăng cường rà soát, loại bỏ các điểm tiềm ẩn nguy hiểm để đề phòng các thiên tai thứ cấp như lũ quét, tai biến địa chất, lũ trên các sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn do mưa lớn gây ra. Ngày mai, nắng tiếp tục và mưa vẫn tiếp diễn, mưa sẽ ở lại Quảng Tây trong vài ngày nữa và động lực cũng tăng lên. Cục khí tượng dự báo từ ngày mai đến hết tuần, không khí lạnh kết hợp với dòng cắt máy tạo mưa mang đến Quảng Tây một đợt mưa lớn liên tục kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Từ rạng sáng ngày hôm nay đến ngày mai là thời kỳ mưa lớn nhất của quá trình thời tiết đối lưu mạnh này. Dự kiến lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Quế Lâm, Liệu Châu, Hà Trì, Bách Sắc, Hà Châu, Lai Bân, Quý Cảng, Nam Ninh, Ngọc Lâm và các thành phố khác. Chủ yếu là mưa to đến rất to, cục bộ lượng mưa có thể đạt mức mưa to đến cực to. Từ chiều tối ngày mai đến 2 ngày tới, mưa có giảm nhẹ nhưng các khu vực phía Đông và Nam Quảng Tây, lượng mưa vẫn sẽ đạt mức mưa to, có nơi mưa to đến mưa to cục bộ. Đến ngày Chủ nhật, quá trình thời tiết đối lưu mạnh sắp kết thúc, phía Bắc và phía Tây Quảng Tây sẽ chuyển nhiều mây. Nhưng có thể mưa rào hoặc mưa dông đột kích. Các khu vực khác của Quảng Tây lượng mưa khan hiếm, chủ yếu nhiều mây. Cần đặc biệt chú ý đợt thời tiết đối lưu mạnh này có thời gian tác động dài, phạm vi rộng, lượng mưa tích lũy cục bộ lớn. Một số khu vực ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Ngọc Lâm và các thành phố khác có lượng mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thiên tai do mưa lớn. Tây Hà, Lạc Thanh Giang và các khu vực vừa và nhỏ khác, nguy cơ lũ sông tương đối cao. Rủi ro khí tượng lũ lụt trên núi và thảm họa địa chất ở Dung An, Dung Thủy, Lạc Thành, Lục Trại và những nơi khác là tương đối cao, nhắc nhở mọi người cảnh giác và đề phòng. Vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, Cục Khí tượng Quảng Tây đã ban hành lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với mưa bão lớn. Theo điều kiện mưa hiện tại, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây dự đoán từ ngày hôm nay đến Chủ nhật, hầu hết các sông ở Quảng Tây sẽ trải qua quá trình lũ lụt trên diện rộng. Một số sông ở phía Bắc Quảng Tây và phía Đông Quảng Tây có thể xảy ra lũ vượt cấp. Cục Thủy văn đề nghị chúng ta nên tập trung vào công tác kiểm soát lũ lụt và an toàn của các con sông chính và sông nhánh như Quý Giang, Huệ Giang, Liễu Giang, Lạc Thanh Giang, Mông Giang, Nam Lưu Giang, Bắc Lưu Hà, Trung và Hạ Lưu Tây Giang. Tập trung vào việc ngăn chặn lũ lụt ở Liễu Châu, Quế Lâm, Ngọc Lâm, Quý Cảng. Mưa lớn ở Ngô Châu và Hà Châu đã gây ra lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập lụt ở các vùng trũng thấp, ngập úng đô thị, lở đất sạt lở đất và các thảm họa khác. Đồng thời đề nghị làm tốt công tác vận hành khoa học và lập lịch trình đối với các hồ chứa ở thượng nguồn sông Quý Giang, các hồ chứa Quý Thị và Hạ Miên Thạch ở sông Huệ Giang, phát huy hết vai trò của hồ chứa trong các dự án cắt lũ, cắt đỉnh.
Vào ngày hôm qua, Cục Khí tượng Quảng Tây đã ban hành lệnh ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với mưa bão. Trung tâm Thủy văn Quảng Tây dự báo, từ ngày hôm qua đến ngày kia, hầu hết các sông trong khu vực sẽ xảy ra quá trình xả lũ trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng Quảng Tây, dự kiến do ảnh hưởng chung của rãnh cắt ngang và không khí lạnh nên từ ngày hôm qua đến ngày mai, ở phía Bắc và phía Đông Quảng Tây có mưa to liên tục kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông, gió giật mạnh, chú ý đề phòng mưa lớn và các thiên tai thứ cấp. Mưa lớn sắp đến, nước sông dâng cao, mọi người phải tự bảo vệ mình, đỗ xe trước ở nơi an toàn, đề phòng sét đánh, không đi tắm biển nơi hoang dã và cẩn thận không đến những nơi dễ bị sạt lở đất. Là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.